đây cỏ nè các bạn, cỏ nhìn rất là đẹp. Sao không bỏ khẩu trang ra đi? Sao hả? Bỏ ra cho nó khỏe. Tao hy vọng bỏ ra thôi đi, hỏi cho thoải mái. Nón đâu có nắng đâu, mở nón ra luôn, nó khỏe, cho mát. Tóc nhìn đã không? Dạ dữ không? Cũng được, không dạ, dữ không? Cũng được. Mỗi bữa nó ra nó nhỏ rồi để nửa tiếng. Nó không để lâu lâu nữa ăn làm chứ. Đi vòng cho mát nè. Trời, trời ơi. Mệt gì làm biến chứ mệt gì. Trời nhìn đẹp lắm. Nắng chịu. Ê, có máy bay kìa. Có máy bay gì đẹp chứ cơ. Không. Có máy bay trên trời các bạn thấy không? Không biết. Oh, nắng chiều rất là đẹp. Mưa vậy cái cỏ đâu mọc lên đẹp không? Ngồi khi bằng quá tải. Coi hình sự hả? Coi hình sự á. Xe quá tải là phạt như kêu mấy chục triệu hay nhiêu á. Mấy chục triệu hay nhiêu. 50 mấy triệu hay nhiêu nè. 25 triệu mấy gì đó. Phạt. Ủa cái nhà nó xây gì kỳ kỳ ta? Gì? Cho nó mát. Hay gì làm cái hết trơn vậy? Gió trân luôn hả ta? Đó, một trân kìa, thấy